Yo, hello, what's up, chào anh em nha, chúng ta trở lại với channel mình đây, từ đường phố đấy mọi người nha. Chào anh em một game gom nguyên thạo nha, từ đường phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, trước hồi video cho anh em xem video về đầu video, anh em xem like và một subscriber ủng hộ phát triển nha của anh em rất là nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đến với một con ạc Long Run các bạn. Long Run chính hiệu của con game Gomun thôi anh em. Ạc này hiện tại là một S1 anh em nhé. Chưa lạp lần nào anh em, nhưng mà đã xỉu VIP 8 và 327k kim cương rực rỡ các bạn đang định hiện tại chỗ. Và lạp đầu anh em vẫn còn nguyên các bạn nhé. Chưa lạp một xu một cắt nào luôn anh em. Cầy chay nhận ngay VIP 8 là có thật các bạn này. Đấy, cầy chay cầy rất siêng các bạn VIP 8 rồi. Ạc này cầy hơn 5 rồi các bạn, được 5 đến nhỉ, game ra mắt được 5. Ừ, gần rồi anh em, nó đại khái là từ ngày game ra mắt đến giờ nằm S1 rồi các bạn. Đang nằm S1. Đó. Lực chiến được 3 triệu rồi anh em. Nhất gần đây là vừa mới nhận được Sengoku anh em này, quẩy sự kiện vừa rồi nhận được Sengoku anh em. Phật thủ vàng Sengoku, rất là chiến luôn. Ok, thì hôm nay thì chúng ta xem nhau đều review qua con hàng này để xem nó có những gì đặc biệt anh em nhé. Và trước khi tiếp tục video thì chúng ta sẽ ghé fanpage để nói về quà code hiện tại của game. Hiện tại thì chúng ta đang có lại sự kiện mới anh em này, dự đoán đội thắng dinh ngay quả hot anh em. Chúng ta có A huyền thoại xanh Kaido Luffy tứ hoàng no đấy, chung đại khái anh em vote và nhận thôi. Ngày mai tôi sẽ video hướng dẫn đầy đủ hơn. Chúng ta đang có core đen phát cứng nữa anh em nhé, hai quả cốt. Hàm nữa là 3 anh em, hàm thì xin chủ hàm. Tổng kết sự kiện rồi. Game bên em ra trò mới à? Đây, cốt cho anh em xem mới này, 5 cốt dùng chung đây anh em. Đó. Gomu huyền thoại, Gomu 888, Gomu VIP, Impel Down và kho báu huyền thoại. Đó, 8 phần quà những cốt anh em. Cho nó có 5 cốt cho anh em xem mới và 3 cốt hiện tại anh em thể nhận được bên game. Đầu tiên này đó, con đây hàm anh em đi xin chủ gu, chủ hàm. Phan cứng thì anh em tham gia. Phần đấy phan cứng luôn. Và sự kiện này thì các bạn tham gia và tới nhận quà anh em nếu vote đúng nhá. Những quà cũng khá là ngon đó. Ok, đó là hiện hiện những thông tin về quà cốt anh em, có 8 phần quà gift code, tổng hợp 8 quà cốt cho anh em đây anh em. Quà cốt các bạn xin tham gia và nhận. Bây giờ thì chúng ta về game để xem con hàng này có những gì nào anh em. Hiện tại nó không ghi rõ đâu nhận được bao nhiêu ngày đấy, nhưng mà chăm chỉ anh em nhìn thấy rồi. Các ngày nào cũng full nhiệm vụ quá. Tiêu phí một này không ngon nên nó không tiêu anh em. Quay nhưng mà tính ra nếu như hàng này mà tiêu thì chắc là ăn full mốc à. 320k anh em, đúng full mốc luôn ạ. À. Một viên ui. Và này chắc đang đợi tiêu phí sen anh em, vì sắp tới nghe mà thông tin là khả năng tiêu phí sen, nếu mà có thì tôi sẽ làm clip hàng này cho anh em xem. Em đang tích vàng mà tới mục tiêu thì chắc là bung. Kiểu vậy. Ok, giờ chúng ta đi sâu xem con hàng này có những gì anh em nhá. Đá kìa, sẵn bị đá tím anh em kìa. Đây ngồi dành ghép lên coi. Chưa đủ anh em. Chết 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 các bạn. Hô mới tầm 400 thôi. Uầy, bậc 6 luôn à. Bậc 5 luôn à. 526k anh em, căng đấy. Ngang tem tôi luôn rồi anh em. Gắt thế nhờ. Thu ăn được thừa mà, xong leo đậu tiếp à. Hay là mới lên chứ leo không biết. À không, từ từ, chứ nói trước đi điều gì các bạn. Tất cả ấy, chứ nói trước đi điều gì các bạn, phải bình tĩnh. Ô, rõ ràng ăn được mà, xong ăn nữa ta. Đậu này ăn neo tốt mà. Đây, chuẩn chuẩn mấy điêu lên sao anh em. Nhưng mà có xanh nên được đen rồi anh em. Nói chung vẫn gắt lắm. Kim cương tích 300k. Thằng thế nhờ. Ôi, thì từ ngứa vào tích tích trong tiêu này, nớ tay tiêu lại hết anh em. Đây, vẫn neo tốt mà. Cái này tôi cho bạn chuẩn chưa leo thôi anh em, vì mới thấy có sen về chắc chưa leo. Quẩy mà thật ra có tiêu phí sen nhỉ, làm quả ấp được sen lên E5 nữa thì nông dân mái đỉnh các bạn. Đừng bao giờ xem thường nông dân luôn anh em. Thằng đét. Uầy. Đậu leo bén đấy chứ. Vừa thấy đậu leo bén ghê anh em. Thằng đét luôn ạ. Gắt luôn anh em. Rồi hết gắt. À, rồi. Nói chung này cũng có cơ hội đấy các bạn, nửa đường bất, nói chung là đánh cẩn thận cũng được. Tầng bạn choàng thì leo mấy tầng mới trung bình hơn 200 thôi nhỉ. Ok. Tem hiện tại chúng ta có những tướng nào ngon ngon xem nào. Có Sen, Crack, Lulu này. Kidaru có luôn rồi anh em.
Chú, có Kuran luôn này, còn sao về level 1 rồi? Tính chơi sao nhỉ? Chắc là đang à để làm nhiệm vụ được chiến anh em. Cái này chắc là để làm nhiệm vụ được chiến mỗi ngày lần tí. Nhìn thấy anh em, mỗi ngày lần tí làm nhiệm vụ được chiến mà, nhìn thấy rồi anh em. Chú, Kuran luôn căng đấy. Chuẩn bị có relay này. Chú, chuẩn bị có ấy nữa rồi anh em. Cái đấy. Cũng xíu khá nhiều tướng các bạn nha, nhưng mà không đâu, cũng đùa đâu, nhìn sơ sương đâu, nhưng mà đùa. Ok, đang trách mà. Đá thì mới đang bộ đá 6 đây anh em. Nhìn nhanh thì ngon nhất vẫn là đá 6 đâu bạn, chưa có đá 7. Nhưng mà này tôi nghĩ là nếu lên thì chắc là cũng chuẩn bị lên được rồi. Chuẩn bị lên được rồi anh em, đây viên đá thổ 7, một viên đá thổ 7 đầu tiên. Nhưng mà muốn thì chắc là chuẩn bị lên được. Đâu này đủ lên đấy chứ. Tôi lấy cho anh em coi nha. Tất nhiên để cái này là ý kiến chủ hàng thôi, chứ đâu đây tôi chỉ lấy ra cho anh em xem tham khảo chơi thôi, xem hàng này đủ lên không. Chứ tôi nhìn là tôi thấy hàng này đủ lên mà. Đá này, ui 4 viên luôn rồi anh em, xong lên đá 7 nhờ. Tôi nhớ thành tựu là xíu đá 7. Nấp nánh xíu một đá 7 này, được một viên đá 5, đá ấy này, ngon mà. Thôi cái này tùy bạn chủ hàng thôi. Báu vật một tướng 2 3 4 5 5 tướng đều đủ anh em, có dư ra cháu nào không? Không dư các bạn, vừa đủ đồ anh em, cũng được, thế là ngon rồi. Mà nông dân khá chất đấy, 528k anh em. Vâng, nông dân anh em, đây là nông dân đấy ạ. Rồi ôi, đúng chất nông dân anh em, không theo lệch đâu hơn được, nhìn là thấy rồi ạ, đúng chất nông dân luôn, càng đét luôn, càng thế. Để win thì nó vẫn hơi khó anh em, từ từ anh em xem này, xem Uta rồi nhìn thấy được chiến thấp thì thấp anh em, nhưng mà khó nhai lắm, nhìn thấy thôi. Rồi xì rau xì. Xem nào. Đây các bạn biết ngay mà Uta kìa. Úi dồi ôi, nhìn tim thấy cháy rồi. Ok team này được này. Và giao lưu cái. Giao lưu team này thì sao anh em, xem nào. Cũng căng anh em. Ra gì này nói đùa đâu. Thôi, xém ăn được các bạn, xém no qua lâu vẫn đỉnh quá. Ui no qua lâu vẫn đỉnh quá các bạn, xem nào. Này có một lượt à, như là của bạn chủ hạc này thì tôi nghĩ thì vẫn là nên build team gây phép hơn, phép thì hơn vẫn đầy đủ anh em, khi ra ru đồ thứ. Ok, đánh thử coi. Cứ căng cái đùa đâu anh em. Căng nhưng không căng đét thôi, căng bình thường các bạn. Không ra gì này nọ lắm. Nói chung nông dân nhỉ, thì thấy vẫn là chất rồi anh em. Đó. Ok, test qua xương xương review thế thôi anh em. Xem qua sự kiện nào. Đây xem cái lệnh chiến này biết ngay là bạn choạc, mức độ bạn chửi cho bạn choạc này. Mới mở cũng chưa nên nhiều. Mục tiêu sao? Chú. Thằng đét đây anh em, đùa đâu. Khét đây các bạn, khét anh em, đoạn giờ nào. Đoạn giờ xem mùa này bạn choạc đổ những gì rồi à? Báu vật đổ chưa? Không đổi ạ. À. Mảnh thì nó mới đổi 5 mảnh BO. À 8 mảnh Kuran anh em, 8 lần đổi Kuran này thì ra lấy đây. Rồi. Đã hiểu.
Ok, nói chung thì anh em thấy sao về con Ác Long Dân này? Tôi biết ý kiến các bạn ở phần comment nha. Ok, còn đâu video ngày hôm nay tạm thời kết thúc với đá. Hẹn gặp anh em vào video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã dõi theo video của kênh Tiểu Tử Đừng Vốn Nhiều. Đừng quên đăng kênh một like và một đăng ký kênh cho channel. Giờ thì bye bye.